mang theo đã bán hết sạch. Sau khi giày của hai anh em dần có tiếng, Rudy dán thông báo trên đường phố. Anh muốn tuyển thêm công nhân để tăng sản lượng. Mặt khác, Adidas cũng bắt tay thiết kế mẫu giày thể thao mới, sử dụng vật liệu mềm mại hơn, nhưng lại khiến tinh cao su không cố định được. Vì vậy anh nảy ra sáng kiến tháo lớp ô tô của anh trai ra, dán vào đế giày để cố định tinh cao su. Nhưng ngay cả như vậy, chất lượng giày vẫn kém xa so với trước, dẫn đến tỷ lệ hoàn tiền tăng vọt. Lần này thì Rudy không nhịn được nữa, anh yêu cầu em trai tiếp tục sản xuất mẫu giày cũ. Những thiết kế mới lạ dường ra kia không phải là những gì khách hàng cần. Nói rồi anh quay lưng bỏ đi. Adidas hơi ngạc nhiên bởi vì trong ấn tượng của anh, đây là lần đầu tiên hai anh em cãi nhau. Anh chỉ không nhận ra rằng những cuộc cãi vã như thế này sẽ còn diễn ra nhiều lần sau đó. Vài năm sau, tất cả các vận động viên Đức đều mang giày của Adidas. Kinh doanh của anh em ngày càng phát đạt và tình yêu của họ cũng lặng lẽ đến. Điều duy nhất khác biệt là khi kết hôn, Rudy vẫn không quên tán tỉnh các cô gái khác, còn Adidas thì tại đám cưới đã chuẩn bị một món quà cho vợ, đó là đôi giày thể thao dành cho nữ em tự làm. Một ngày, Rudy định đưa em trai đi gặp ngân hàng một lần nữa để bàn về vấn đề vay vốn, nhưng Adidas không khéo ăn nói, hoàn toàn không muốn đến những nơi như vậy. Khi hai anh em cãi nhau không dứt, vợ của Adidas đứng ra, và như thế vợ thế chỗ cho Adidas đi cùng anh trai đến cuộc họp. Và lần này cuối cùng họ cũng nhận được khoản vay. Về nhà, Rudy vui mừng ôm em dâu xuống xe, nhưng vợ anh ta thấy cảnh này lại rất đau gót. Nhờ khoản vay này, sự nhỏ của hai anh em trở thành nhà máy lớn, ngay cả